cái bông gòn gì nè. Nè, cái mình vũ vỏ hộp vậy nè. Đó, bỏ hộp cái mình lấy cái bông này mình dùng gấu. Bây giờ là sản phẩm của bà vú vừa mới làm xong hai chiếc gối ôm bằng gòn. Đây là mẹ chồng của mình, mà ở nhà mình hay gọi là bà vú. Vú ơi, làm gì vú? Lột gòn. Lột gòn. Lột gòn chi vú? Để dùng gấu. Dùng nằm. Dùng gấu chi vú? Dùng gấu nằm. Nằm chi vú? Nằm ngủ. Ngủ chi vú? Ủa nãy nhớ mặc đồ khác mà sao giờ mặc đồ khác? Dơ. Gòn dính quá, dơ. Thay đồ khác. Vậy hả? Rồi vú đang làm cái này là làm công đoạn gì á? Tại sao phải tách này ra? Công đoạn ra bỏ vỏ. Bỏ vỏ gòn. Rồi mới lấy cái ruột ở trong mình dùng gấu. Rồi bỏ hột nữa. À cái này gòn là giống như bông ở miền núi đó, phải không? Trái bông phải không? Ủa rồi mình có cần phải phơi không? Không. Phơi này nó khô à gì nè. Đây là cái bông gòn phải không? Gì nè, cái bông gòn gì nè. Nè, cái mình vũ bỏ hột vậy nè. Vũ ra bỏ hột cái mình lấy. Lấy cái bông này mình dồn gấu. Như cái gòn này là mình có cần phơi không hay là mình để như mình dồn luôn? Không, khô vào. Đó. Vậy rồi mình để riêng cho nó hồi mình lựa ra phải không? Chỉ cần tách hộp phải không? Rồi, hầu mình tách hộp ra. Đây là bông gòn nha mọi người. Và bà vú bảo phải tách hộp ra. Nói chung là làm theo cách thủ công. Mà thí dụ như bây giờ mình không có lãi bằng tay rồi mình dùng máy được không mẹ? Mình đếch mình đâu có dùng máy được đâu. Wow. Mình dùng tay. Ủa gòn này là gòn mình mua hay chồng? Gòn chồng. Con hỏi gì thôi. Chứ con biết ngày hôm qua hỏi là vú nã cái gòn con thấy. Là phải làm vậy rồi. Làm nguyên đống này chừng nào mới xong? Tiếng đồng hồ. Nguyên đống gòn khoảng tiếng đồng hồ hả? Đó. Làm đổ mồ hôi chán láng mồ hôi đầu luôn nha mọi người. Nè coi nè. Đó. Đây là người phụ nữ chăm chỉ nhất gia đình. Luôn kiếm công chuyện để mừng tối ngày. Đó, ăn ở không chịu. Ở đây mình zoom ra, zoom vô cho mọi người xem gương mặt của vú mình nha. Năm nay 64 tuổi nha mọi người nha. Nhưng mà tướng vẫn còn ngon lắm. Ngon lắm cắt bắp à. Quá gòn bay luôn mẹ. Quá gòn bay luôn. Bụi dữ lắm à. Wow, là phải, ủa bóp vậy chi á? Bóp cho bãi. Bóp cho bãi. Nó nứt phải bóp. Nó khô rồi nè. Là phải bóp cho nó bể ra hả? Bể ra mình mới rỡ ra gì. Nó bay quá trời bụi luôn rồi hồi nó bay vô trong phổi mình luôn rồi sao? Cái này có nó bay nè mọi người, coi gòn bay nè, đó. Cái này thấy không? Nó không, nó nhỏ quá không. Nó khô hơn ít nè. Đó mọi người thấy không? Nó bay đó, nó mấy cái bụi gòn nó bay, mấy cái gòn nhỏ nhỏ nó bay. Đó, thấy nó bay không mọi người ơi? Mọi người ơi. Đó. Trong xóm này ai mà không biết vú của em lại rất khéo tay. Ui hát ghê thiệt mẹ. Hát cổ rồi ta. Hát gớm thiệt mẹ, ghê thiệt chứ. Đó. Đôi tay thon thắt. Đôi tay xinh tươi. Đôi chân thon dài. Ủa. Cái tay của vú sao nó u nần kỳ vú? Nổi gân. Ủa tức là mình lớn tuổi là mình phải bị mình nổi gân vậy hả? Chứ không phải là lột gòn nhiều nổi gân hả? Nó hay là nổi gân nè. Cái gòn này mới thiệt là khô nó bung da. À nó trắng nha. Ôi mọi người ơi xem nè, xem gòn nó bay nè nha mọi người. Cứ nó bay nè. Đó trắng mọi người không thấy đâu. Nhà em ở quê á, thì không có sử dụng đó, bay lên đó mọi người không có sử dụng gối hơi hoặc là gối nước hoặc là các gối ở chợ nhiều, mà thường là theo cách của bà vú là bà vú tự làm gối ôm luôn nha mọi người. Và những cái gối ôm mà trong gia đình á, những thành viên trong gia đình sử dụng đều là do gòn mà vú lấy ra như thế này nè. Bà vú dồn gói, lát mình sẽ cho mọi người xem cái gói mà bà vú đã dồn xong. Mà đặc biệt một điều nữa là gói ôm vải cái vỏ bao ở ngoài bà vú cũng tự may luôn nha mọi người. À cái trái đó nó đen quá lấy luôn hả mẹ, ủ không? Để lấy luôn. Kìa. Khô mà. Trái này bị gì nó chưa mấy gì già khô.
dầu nó dụng mình thơ luôn, nó cũng có cái bông mà đi nó hơi đen. It's ok. Đó. Wow. Này hơi cực ha. Có đau tay không Du? Đau điếc gì? Đau điếc gì có nghĩa là không đau, nhưng mà hồi đó đây là cái gòn nè, là phải tách ra. Đó, tách ra. Và cứ như thế là chúng ta sẽ được một thao gòn nha mọi người. Đó. Đây cô ấy vẫn chăm chỉ. Hồi sớm giờ lại có mấy trời. Mấy chục cái gòn hả? Cái kia nhiều mẹ. Là thay hai bộ đồ nha mọi người, tại vì gòn nó bay rất là nhiều, coi bụi gòn nè. Đó, nó bay vậy đó, nó bay vậy đó. Đó mọi người thấy không? Đó, bay. Mọi người thấy chưa? Ở nhà của mình á là nhà sàn á mọi người, cho nên là cái tầng trên là để ở với lại nấu nướng các kiểu, còn tầng dưới á là được tận dụng để chứa đồ như vậy nè mọi người. Nó đổ quê mình ở nhà mình là vậy nè. Rồi cái bọi gà là bị vú nuôi gà đá nha mọi người. Đó, gà đá là bán cũng rất nhiều tiền nha mọi người. Đây là bà vú nuôi gà đá. Gà đá bán con 6-700. Mà mỗi sáng là bà vú ôm gà ra tắm gội cho nó rồi cho nó ăn gọi là gì trời? Tomato, cà chua và trứng gà nha mọi người. Đó là coi mày nè, coi gòn nó bay trắng đầu bà vú nha mọi người ơi. Chiều nay gọi 3 lít sữa bông. Đó cho mọi người xem hoàn cảnh trong cái sàn của mình. Đó, nhà sàn. Nên là ở khu vực dưới là để nghỉ ngơi là dân võng buổi trưa á, tại trên nóng lắm, ở trên tầng trên là rất nóng. Đó, còn tầng dưới là để đồ như thế này nha mọi người, và bà vú tận dụng giống như là một cái phòng làm việc của vú. Đó, để vú làm việc nè. Phòng làm việc bó chảo, yeah. Còn có chảo nữa kìa. Dạ. Yes. Quay lên. Bà vú không chỉ là biết làm gối ôm bằng gòn nha, mà bà vú còn biết bó những cây chổi từ dừa nha mọi người. À, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem những cây chổi dừa mà bà vú mình tự bó nha. Đây là những cây chổi dừa mà bà vú tận dụng những cái nhánh dừa khô rụng á mọi người rồi bó. Đó, thấy chưa mọi người ơi. Rồi mọi người có thấy là những cái cây sậy lú ra như thế này không? Đây là cây chổi bông sậy á. Mùa nước á thì nó hay chỗ bông á mọi người. Cái bà vú bả lấy cái bông đó phơi khô xong rồi bó thành cây chổi như thế này mà quét rất là bền nha mọi người. Mình đi làm ở trong cơ quan thì mình cũng hay lấy chổi ở nhà theo để quét cho nó đỡ tốn tiền của cơ quan và được sử dụng bền lâu nha mọi người. Đó, đây là những cây chổi mà bà vú mình tự làm. Và đây là cây dừa mà khi mà lá rụng xuống thì bà vú sẽ lấy để làm chổi dừa mà nãy mình cho mọi người xem đó mọi người ơi. Cái xài chỗ anh đó hả? Đi qua chết rồi mấy nhà á mà. Lấy hết hả? Có bẻ cái kia chưa? Chào cả ông nói cho tao nghe vô thì mình làm sao làm sinh được. Ông nói vụ chú cá mày, thằng này cũng khó khăn.
Tâm nói cho có đâu. Vợ nói vậy. Kể chuyện của ba mình kể. Ông Diệm kể sao nghe thì biết tao làm sinh sao rồi. À phải chi mà ông Diệm vô thì tao cũng im mà. Sáng nói nó hoài thì cần nha. Nói đi nó hoài vậy. Nói thì xuống đất mình nằm rồi. Kể mét này em mét anh à. Mới xuất hiện phải không? Ta gán ta ép ta ngủ đây không? Ố cử thức dậy rồi biết làm gì không? Sàn gạo. Như giờ này sàn không được đâu, sáng thức dậy sàn gạo. Rồi nha. Mới là bệnh nè, rồi bệnh gì đó, rồi lên thuốc ác, rửa chừng gần sau. Bệnh chết. Hoài. Tụi con nhai hoài luôn nha. Rồi đó, ta làm dỗ này, ta không chèm gì làm, mai ta làm. Anh nằm nghỉ thì cháu khỏe, tới giờ ăn nha. Ba gạo cho cái đầu cháu nổ lên, cháu càng nổ lên. Nổ lên ghi đổ cho lưu cho ăn được. Sáng rồi sạc hết rồi. Dạ. Tôi về hết rồi tốt mà. Dạ. Hôm qua bà hai lớp gần con tự nhiên ấp con nổi dựng với chân trời. Tự nhiên mà hai bà sàn lại là ốc con dựng dựng lên. Thì con ơi gái thiệt. Mà nhìn bà hai tự nhiên ốc con dựng dựng lên. Hôm qua ở ngoài sông á, nước ngập sắp dơ luôn. Ông kia ông cào cá nha. Ủa là ông bậy, trọng hết. Minh thiên luôn nè. Rồi ta làm giúp ngoài. Sao chị giúp trong không có đâu. Thì làm mấy bên kia chiều nay lội qua đó nhưng mà sợ ngứa quá, nước cá lóc á, cá lóc đâu có ở trong này, nó ở chỗ này đâu có ngoài đó đâu, về bị bệnh phụ khoa luôn. Đây, con vô xong cái mau cái hòn không, con sẽ leo lên cái đó con phóng xuống, nè. Leo lên cái cột của đó con phóng qua bên kia. Những ngày mé mình dũng dãn không thức già, bữa nay mình biết đâu mà mạnh thì không thân ơi giờ mới thân chút. Thôi. Là sau này tâm nghỉ, là sau này tâm thân ơi gan trước, tâm ơi. Quên chưa học thân đâu còn ba này khô ba. Bây giờ là sản phẩm của bà Vú vừa mới làm xong hai chiếc gối ôm bằng gòn. Ở gòn này là mình có phơi không mấy Vú? Gòn này nó khô khỏi thân. Rồi. Đây là hai cái gối ôm bằng bông gòn nha mọi người. Và bà Vú mình vừa làm xong. À, mà rất là êm nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Vú. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Vú. Cảm ơn. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Vú. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Vú nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.